Xin chào, tôi là Văn Công Viễn, là đạo diễn chính của bộ phim Dưới Bóng Bình Yên. Dưới Bóng Bình Yên là dự án theo tôi là khó nhất với tôi từ trước tới giờ. Thứ nhất là thời gian quay khá dài. Thứ hai là cái nội dung của phim cần phải di chuyển cũng như là thay đổi rất nhiều cái bối cảnh, cũng là đường dây tâm lý nhân vật khá là phức tạp trong cái bộ phim lần này. Đầu tiên là phải nói đến là cái phần kịch bản. Phần kịch bản được chăm chút và được trau chuốt rất là kỹ trước cái ngày quay, trước ngày bấm máy. Kể cả mình đang chia cái quay thành hai đợt, và mỗi block nó là 15 tập. Thì 15 tập đầu tiên được chuẩn bị khá là kỹ càng, và diễn viên cũng có thời gian tham gia reading kịch bản cũng như là tập thoại với nhau trước cái ngày bấm máy. Về phần bối cảnh đó, thì chúng tôi thực hiện cái phần dựng bối cảnh ở trong những bối cảnh thật. Rồi trong bối cảnh thật chúng tôi sẽ phục dựng cũng như là phục hiện dựng lại những bối cảnh làm sao cho nó rất là đời và nó gần gũi với người dân lao động, người dân khán giả bình dân. Thứ nhất là tôi và ekip và họa sĩ cũng như là ekip quay đi tiền trạm và chọn những cái nơi mà mình có thể làm việc được tốt. Thứ nhất là vấn đề là nó phải hợp với lại bối cảnh phim. Thứ hai là nó phải đảm bảo được yếu tố về mặt an toàn khi thực hiện bộ phim. Thứ ba là cái quan trọng nữa là bộ phim mình thu tiết trực tiếp, nên là những cái bối cảnh đó, những cái nơi mà mình được chọn để ghi hình trong bộ phim lần này thì nó phải đảm bảo được cái yêu cầu cho cái mặt ghi hình cũng như là cho cái tiến độ và chất lượng về mặt âm thanh. Đây là bài toán rất là khó, vì cái vai Quân là một cái vai đòi hỏi cái sự diễn xuất chiều sâu. Vai Quân là cái vai tầm 25-26 tuổi, nhưng lại là cái vai mà nó trưởng thành hơn cái vai Vương. Nên là khi mà casting cũng như là khi ngồi chọn diễn viên thì chúng tôi cũng rất là trăn trở cái việc giữa khoảng cách về tuổi tác cũng như khoảng cách về cách diễn xuất giữa Lương Thế Thành và Trần Phong. Nhưng mà khi anh em ngồi tập thoại ráp thoại với nhau thì mình thấy rằng cái đó nó không phải là cái khoảng cách mà nó đang bổ trợ cho nhau trong cái phần diễn xuất. Nên là ba anh em chúng tôi ngồi bàn với nhau cái cách để làm như thế nào để cho những cái cảnh mà diễn chung với nhau nó phải thật sự là matching, và nó làm sao để cho hai người hiểu được nhau, và làm sao để cho hai nhân vật đó ban đầu là ghét nhau, ban đầu là xung khắc với nhau, xong dần dần mở ra, và cuối cùng là một cái sự kết thúc tốt đẹp. Thì rõ ràng là cả Lương Thế Thành và Trần Phong cũng đã rất là cố gắng trong cái phim lần này. Đặc biệt là Thành cũng lâu lắm rồi Thành mới trở lại một cái phim dài như vậy, nên là Thành cũng chia sẻ rằng là Thành mong muốn có một cái vai hay và cùng với ekip để thực hiện bộ phim này một cách tròn trịa nhất cho cái vai Quân của mình, cũng như là Thành hy sinh cái thời gian cũng như là mọi thứ. Đặc biệt là Thành phải quay những cảnh rượt đuổi hành động rất nhiều, mà gần như là Thành là người thực hiện, không có cascader hay là không có một cái không cần đóng thế gì cả. Đầu tiên thì phải cảm ơn các anh ở tổ quay. Quay phim của cái phim lần này của mình phải nói là 80-90% là cảnh vắt vai và máy cầm tay, nên mọi người làm rất cực trong thời tiết cũng như là trong cái điều kiện sản xuất quay toàn cảnh ngoại thì rất là cực. Nên là rất cảm ơn anh Phú DOP, cảm ơn bạn An quay phim, cảm ơn bên tổ đạo diễn ha, đã đồng hành với mình và cũng lăn xả với mình trong cái giai đoạn quay. Đặc biệt là cảm ơn tất cả các bạn diễn viên một lần nữa, cảm ơn ekip từ các anh đạo cụ tới các anh hiện trường đã đồng cam cộng khổ và đã cùng với mình vượt qua được gần 3 tháng quay bộ phim này. Chúc cho bộ phim của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Chúc cho khán giả sẽ được thưởng thức một bộ phim về Sài Gòn, về cuộc sống của người bình dân, sẽ có những cảm xúc thú vị. Cảm ơn mọi người. Xóm này có gì mà thương đến thế? Chào mừng anh đến với xóm vô gia cư của tụi em. Con để cho ông con phải sống cực khổ như vậy. Cuộc mưu sinh giữa chốn phồn hoa chỉ mới bắt đầu. Mời khán giả đón xem Dưới Bóng Bình Yên
lúc 19:30 trên kênh HTV7.